Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2016, quyết định số 59 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 bắt đầu có hiệu lực. Đây được xem là tiêu chí để chúng ta giảm nghèo một cách bền vững, toàn diện. Tuy nhiên, khi thực hiện quyết định này, nhiều địa phương sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Gia đình ông Trần Ngọc Mai, xóm 18 Đông Thịnh, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, trước đây là hộ nghèo do gia đình có con bị tai nạn rủi ro trong lao động. Giờ nếu thực hiện theo chuẩn nghèo mới, gia đình ông là hộ cận nghèo. Mừng vì thoát được hộ nghèo, nhưng gia đình ông cũng rất lo vì theo chuẩn mới này, gia đình sẽ không được hưởng một số chế độ khi mà đứa con bị tai nạn lao động vẫn chưa được phục hồi, phải có người phục vụ, nuôi dưỡng. Gia đình tôi thì cũng đã thoát được nghèo rồi, thì bây giờ cần nghèo thì cũng là vui thôi, nhưng mà bên cạnh chị lăn cấn chị chỗ là cháu đang còn bệnh nặng đấy, thì nó còn điều trị cháu lâu dài. Xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 là 8 đến 10%, và nếu áp dụng theo quyết định số 59 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 thì hộ nghèo của địa phương tăng lên 19,8%. Và với cách áp dụng theo chuẩn nghèo mới như vậy, xã Yên Thắng sẽ trở thành đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo nhiều nhất của huyện Tương Dương. Theo hướng dẫn của cấp trên để tổ chức điều tra rà soát từ đơn chiều sang đa chiều, cái áp dụng mới này từ đây là áp dụng là về cái chỗ thu nhập là 400.000 đồng mà sang năm 2016 này là lên 700.000 đồng. Do vậy tỷ lệ hộ nghèo lại tăng so với năm 2015. Trước đây, chuẩn nghèo được xác định dựa trên mức chi tiêu đáp ứng những nhu cầu tối thiểu và được quy ra bằng tiền. Nếu người có thu nhập thấp dưới mức chuẩn nghèo thì được đánh giá thuộc diện hộ nghèo. Còn hiện nay, thực hiện theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều, nhiều địa phương gặp không ít khó khăn. Qua điều tra, đã xảy ra tình trạng một số hộ đang nghèo lại trở thành cận nghèo hoặc thoát nghèo và ngược lại. Và đặc biệt, đối với các huyện miền núi, nhiều yếu tố trong giảm nghèo đa chiều khiến các địa phương này gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn nhất của ta là như là Nhôn Mai, Mai Sơn, rồi là Tam Hợp, Hậu Khuông. Ở những cái địa bàn đó là về tiếp cận các dịch vụ xã hội là rất khó khăn, nhất là nước, vệ sinh môi trường, rồi là nhà ở. Thì theo phong tục tập quán của người ta thì cũng theo quy định điều tra thì không đạt, vì người ta chỉ ở những cái nhà lá đơn sơ hoặc nhà gỗ, nhà bình thường thôi, theo ba cứng thì chưa đạt yêu cầu, cho nên trong quá trình điều tra thì cái hộ này nó nằm trong hộ nghèo rất nhiều. Tiếp xúc với cái đề án thì chúng tôi cũng thấy một cái số khó khăn, bởi vì nó là trước hết là cái nhận thức, thứ hai nữa là trong cái công tác điều tra để mà chấm điểm thì có những cái nó là cái trình độ của cái cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập. Một cái vấn đề nữa thì trong cái xác định cái bộ tiêu chí để mà chấm điểm hộ nghèo đó, thì ngoài cái thách thức thì riêng chúng tôi chỉ đạo ở địa phương ấy, chúng tôi thấy nên là cái ưu việt của cái đề án này là rất công bằng. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều giải pháp, nhiều mô hình được triển khai, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 10,28% cuối năm 2014 xuống còn 7,5% cuối năm 2015, tương đương với trên 59.000 hộ, mức giảm hơn tốc độ bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh vẫn còn trên 96.000 hộ nghèo theo chuẩn mới, và việc giảm nghèo bền vững thì vẫn còn nhiều thách thức. Các cái giải pháp để mà thực hiện thì có thể nói rằng là trước hết thì chúng ta cũng phải làm sao để làm tốt cái công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và xã hội hóa cái công tác huy động nguồn lực. Các tiêu chí trong quyết định 59 của Chính phủ về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đòi hỏi toàn diện hơn trên tất cả các lĩnh vực và phải đảm bảo các yếu tố như giáo dục, y tế, điều kiện sống về nhà ở, nguồn nước sinh hoạt, thông tin. Trong khi đó, áp dụng các yếu tố này, nhiều địa phương vùng biển, miền núi trong tỉnh còn thiếu và yếu. Vì thế, các địa phương cần có những bước đi giải pháp phù hợp để thực hiện thành công giảm nghèo bền vững.